những cái tâm đang tu tập. Mà thiện sự thế ở đây là cái tâm chứng đắc, sở dĩ còn được gọi là kusala citta là vì cái tâm thiện sự thế hay là tâm đạo nó còn có tạo ra cái tâm quả sự thế. Tâm thiện hiện thế có thể diễn ra nhiều sát na, nhất là tâm thiện dục giới. Hằng ngày khi mà chúng ta làm việc gì, chúng ta tu tập cái hạnh lành nào cũng đều, động lực cũng đều là tâm thiện dục giới cả. Trong khi đó thì cái tâm đáo đại, tâm thiện đáo đại thì nó hạn chế một chút. Khi mà khởi lên chứng đắc ở tâm thiền thị sắc giới, vô sắc giới thì cũng chỉ có mỗi một sắc na. Nhưng mà rồi đến khi nhập thiền thì lúc đó cái tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới mới là hiện khởi vô số sắc na, nhưng cũng rất là hạn chế, bởi vì chỉ có trong cái thời gian nhập thiền mới có. Chứ bình nhật không thể khởi lên được. Còn riêng về cái thiện đấu đại đó, tức là tâm đạo, trong suốt dòng sanh tử luân hồi của một chúng sanh cho đến lúc chót đó, thì chỉ khởi lên một sát na tâm đạo thôi. Sát na, một sát na tâm đạo tu đà quần, rồi một sát na tâm đạo tu đà hàm, Anaham, A-la-hán. Từ đó tuyệt đối không khởi lên tâm đạo tu đà quần hay tu đà hàm, A-la-hán, A-la-hán thêm một sát na thứ hai nữa. Và cũng chính vì vậy, trong 12 hạng người thì cái sát na tâm đạo, tâm sơ đạo kể như là hạng người sơ đạo, sát na tâm nhị đạo gọi là người nhị đạo, sát na tâm tam đạo gọi là người tam đạo, sát na tâm tứ đạo gọi là người tứ đạo. Thì hôm nay chúng ta sẽ học chi tiết về các cái thứ tâm, tâm đạo hay là tâm thiện giới, tâm thiện sự thế. Và bài học này sẽ do thượng tọa Giới Cẩn giảng giải. Bây giờ thì xin mời cô Lâm Thị Nguyệt đọc cho bài học, sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa Giới Cẩn giảng giải. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa tứ lành thầy, chúng con kính tri ân thầy siêu đã dẫn nhập cho bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 29, các thứ tâm đạo, Makkacitta. Có bốn thứ tâm đạo là tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo và tâm tứ đạo. Mỗi thứ tâm có năm tâm, y cứ trên các thiền chứng là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Vốn nhân cho năm thành 20 tâm đạo. Ngay cả một vị không tu tập thiền chỉ Samatha, khi đắc đạo thì tâm cũng tương đương với tâm sơ thiện. Ở đây, cách gọi tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo và tâm tứ đạo là cách gọn. Cách gọn để nói nhưng nên hiểu, khi nói chính xác theo thuật ngữ Pali thì không phải vậy. Một điểm đáng lưu ý là khi những dịch giả ngày xưa dịch kinh Phật từ Phạn ngữ ra Hán ngữ như các ngài Kumarathap, An Thế Cao, Huyền Trang, v.v. có những từ vựng mang nhiều ý nghĩa Phật học quan trọng thì thường các ngài chọn cách phiên âm như Nam Mô thành Nam Mô thay vì dịch là kính lễ.
Trong trường hợp các tâm đạo được phiên âm là Tu Đà Hờn, là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, cũng do những ý nghĩa đặc biệt mà chữ dịch không chuyển tải hết ý nghĩa. Người học cần lưu ý biểu đồ dưới đây. Từ Pali Sotapatthimagga, phiên âm là Tu Đà Quần Đạo, dịch nghĩa là nhập lưu, dự lưu, ngắn gọn là sơ đạo. Từ Pali Sakadagamimagga, tức là tự, phiên âm là Tư Đà Hàm Đạo, dịch nghĩa là nhất lai, ngắn gọn là nhị đạo. Anagamimagga, phiên âm là A Na Hàm Đạo, dịch nghĩa là bất lai, ngắn gọn là tam đạo. Arahatamagga, phiên âm là A La Hán Đạo, dịch nghĩa là ứng cúng, ngắn gọn là tứ đạo. Trong buổi sơ thời của Phật giáo Trung Hoa, bốn tầng đạo quả vẫn được xem rộng nên trong dịch thuật rất chi tiết. Và sau này, với sự cực thịnh của Tịnh Độ Tông và Bồ Tát Hạnh, những đạo quả này không còn được xem là điểm hướng tới của người Phật tử Đại Thừa. 1. Tâm sơ đạo hay Tu Đà Quần Đạo. Sotapatthimagga, chữ Sotapatthi cho từ Sotapatthi, từ Sota cộng với Apatthi, dịch nghĩa đen là lần đầu nhập vào dòng chảy, dịch là nhập lưu hay dự lưu, chỉ cho một chúng sanh lần đầu chứng tri Niết Bàn và không bao giờ thôi chuyển hay trở lại trạng thái của phạm nhân trước kia. Tuy thấp nhất trong bốn đạo nhưng đặc biệt quan trọng vì là sự chuyển dịch từ phàm sang thánh. Tâm sơ đạo có những khía cạnh cần nhớ. Chứng tri Niết Bàn là biết cái chưa từng biết. Niết Bàn á, Niết Bàn hay Niết Bàn là pháp vượt ngoài pháp hữu vi. Lần đầu một chúng sanh thật sự chứng tri Niết Bàn á, là sự thấy biết điều chưa từng thấy biết trước kia. Trạng thái này cũng được gọi là vị tri quyền, có một tác động cực mạnh đối với đời sống. Khi thật sự thấy biết thì không còn là tà kiến chấp ngã, hoài nghi, hành trì tà vại. Ba kiết sử, thân kiến, sắc ca giá thị, nghi hoặc, quý chi kích trà, giới cấm thủ, si la bát tập ba ra na na, được gọi là những pháp đoạn trừ do thấy. Đa sát nề na, ba hà tập ba tham ma, là những sợi dây trói buộc mà tâm đạo giữ lưu đoạn trừ do lần đầu tiên thấy biết Niết Bàn. Thấy Niết Bàn cũng là liễu tri sanh tử. Cảnh của tâm đạo Tu Đà Quần là Niết Bàn, nhưng cùng lúc cũng là pháp nhãn thấu triệt hiện tượng sanh tử. Cái gì có sanh thì ắt phải diệt. Có thể tạm hiểu như người thấy được ánh sáng, có nghĩa là hiểu được bóng tối là bóng tối. Một số các học giả gọi đây là bất nhị môn. Tam bảo không đơn thuần là tính lý tôn giáo. Phàm nhân quy ngưỡng tam bảo thường dựa trên tính lý tôn giáo. Niềm tin tam bảo của vị thánh Tu Đà Quần xác lập y cứ trên pháp nhãn thanh tịnh. Vị ấy thật sự hiểu được chân tướng vô thường, bất toàn, vô ngã của các pháp. Từ điểm đó tin tưởng trọn vẹn ở pháp, ở bậc giác ngộ tuyên lưu chánh pháp và chúng tăng hành trì lời Phật dạy. Những cái không bao giờ một khi đã chứng Tu Đà Quần Đạo, bậc chứng sơ đạo không bao giờ tái sanh trở lại cõi dục giới quá 7 lần. Vị này không bao giờ tạo các ác nghiệp như phạm ngũ giới và quỷ bán tam bảo. Vị này vĩnh viễn không rơi vào ác đạo. Vị này không bao giờ sống với tà kiến. Vị này không bao giờ có hành vi khuất lấp che đậy. 2. Tâm nhị đạo hay Tư Đà Hàm Đạo. Sakadagamimagga là bậc liễu chứng Niết Bàn lần thứ hai. Do sự lặp lại này khiến hai kiết sử là dục ái Amaraga và sân hận Patika giảm nhẹ hay chỉ còn lại một cách vi tế.
Nói về ba thứ ái là dục ái, sắc ái và vô sắc ái, thì dục ái hay nhiễm đắm với ngũ dục là tập khí bền chặt nhiều đời, nên không đơn giản một lần mà đoạn tận. Đây là thứ kiết sử dai dẳng. Có dục ái thì có sân hận. Đây là cặp bài trùng. Dục ái giảm nhẹ thì sân hận giảm nhẹ, dục ái đoạn tận thì sân hận không còn. Một vị chứng Tứ Đà Hàm Đạo chỉ sanh trở lại cõi dục giới tối đa một lần, nên gọi là bậc Nhất Lai. 3. Tâm Tam Đạo Anagamimakkhacitta là bậc liễu chứng Niết Bàn lần thứ 3. Sự chứng đạt này đoạn tận hoàn toàn dục ái và sân hận. Tâm thái vị này hoàn toàn vượt khỏi ma lực của ngũ dục, nên không bao giờ tái sanh vào cõi dục giới, do vậy là bậc Bất Lai. Một vị thánh A-na-hàm có thể sống đời cư sĩ, nhưng sống tự nhiên theo tám giới bát quan trai. Một bậc chứng A-na-hàm và thiền phi tưởng, phi phi tưởng có khả năng nhập diệt thọ tưởng định. 4. Tâm Tứ Đạo Arahatamakkhacitta là bậc liễu chứng Niết Bàn lần thứ 4, đoạn tận tất cả kiết sử, viên mãn giác ngộ, không còn mầm mống của vô minh và ái dục. Vị này đoạn tận năm thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, mạng, phóng dật và vô minh. Thắng Pháp Abhidhamma nêu rõ tất cả bậc hoàn toàn giải thoát, kể cả Đức Phật toàn giác, đều đi qua trình tự các thánh đạo, nhưng có vị rất nhanh như Đức Phật và có vị rất chậm như vua Bimbisara chẳng hạn. Bậc chứng rất nhanh trong khoảnh khắc thành tựu quả vị viên giác, bậc chứng chậm có thể luân chuyển nhiều đời trong nhiều cõi. Ngữ và nghĩa. Thuật ngữ Arahant, âm là A-la-hán, là một trùng hợp thú vị giữa ngữ và nghĩa. Dù trong Phật giáo hay Bà La Môn giáo đều có hàm nghĩa bậc xứng đáng cúng dường vì hoàn toàn thanh tịnh. Người Trung Hoa dịch cô động là bậc ứng cúng. Trên phương diện văn tự thì có hai cách giải phổ thông. Arahant từ chữ Arahati, xứng đáng. Một cách giải khác theo chất tự thì Arahant là từ kép của hai chữ Ari. Theo chiếc tự thì Arahant là từ kép của hai chữ Ari, tức là kẻ thù, cộng với chữ Hăng là giết. Người Trung Hoa dịch là sát tặc, tức đoạn tận phiền não. Hai cách giải tự khác nhau, nhưng nhập chung thì tạo thành một định nghĩa hoàn toàn. Bậc xứng đáng cúng dường vì hoàn toàn thanh tịnh. Thú vị nhất là cả hai từ ứng cúng và A-la-hán đều từ phản ngữ Arahant. Ứng cúng là chữ dịch, A-la-hán là phiên âm. Nhưng Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa xưng tán Đức Phật là bậc ứng cúng và xem các vị A-la-hán là độn căn tiểu thừa. Nên cần Thắng Pháp Abhidhamma nêu rõ tất cả bậc hoàn toàn giải thoát, kể cả Đức Phật toàn giác, đều đi qua trình tự các thánh đạo, nhưng có vị rất nhanh như Đức Phật và có vị rất chậm như vua Bimbisara chẳng hạn. Bậc chứng rất nhanh trong khoảnh khắc thành tựu quả vị viên giác, bậc chứng chậm có thể luân chuyển nhiều đời trong nhiều cõi. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Khi chúng ta đến thăm một thành phố lớn như Sydney, Paris, nếu đi một lần thì cũng gọi là có đến, có biết, nhưng phải đi nhiều lần mới thật sự biết rõ. Sự chứng tri Niết Bàn cũng vậy. Sự tái diễn 4 lần qua các tâm đạo với khả năng và ảnh hưởng khác nhau cho thấy giá trị quan trọng của sự lặp lại. Những điểm cần nhớ. Tâm đạo có 4: Tu Đà Quần Đạo, Tư Đà Hàm Đạo, A Na Hàm Đạo, A La Hán Đạo. Tâm đạo trong cách gọi ngắn gọn hay phiên âm hoặc dịch nghĩa đều có những lợi ích cho người học cần lưu tâm. Khi học về tâm đạo cần hiểu rõ 10 kiết sử, những thứ phiền não cột trói chúng sanh. 4 tâm đạo là sự thể hiện của cả hai Vipassana và Samatha, nên 4 đạo nhân 5 thiền thành 20 tâm đạo.
phần minh họa của một hình ảnh là hình ảnh bốn tâm đạo trong biểu đồ chư pháp. Xin mời quý đạo hữu vào linh. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là tâm đạo và bài học tiếp theo sẽ là tâm quả siêu thế. Chính bằng đến đây là chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh thần tòa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học Nam Mô Bích Thầy. Sao chú, kính trình trường tòa tuyệt siêu. Đó. Dạ, dạ không biết là quý vị bên Paul Talk có nghe được không? Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta nói về bốn tâm đạo siêu thế. Thật ra thì ở trong Thắng Pháp, cách gọi các danh từ đôi khi mình nghe nó hơi dài, nhưng mà nếu không có nói đủ thì có những trường hợp nó không có vấn đề gì, có trường hợp nó có vấn đề. Ví dụ như là tâm siêu thế có hai là tâm đạo và tâm quả, nhưng mà nếu nó tâm quả không thì không đủ, thì chúng ta phải nói tâm quả siêu thế. Còn tâm đạo thì mình nói tâm đạo thì nó không có trùng với ở trên. Dạ, tâm đạo thì nó có trùng với tâm nào khác tâm đạo hết, nhưng mà bởi vì để gọi là tâm quả siêu thế, thật ra ở đây chúng ta cũng gọi là tâm đạo siêu thế. Nhưng lại tâm đạo siêu thế thì không có, nhưng mà chúng ta cũng hiểu là không có tâm đạo học thế. Dạ, chỉ có tâm thiện thôi. Dạ, nhưng ở đây là tâm đạo. Dạ, do đó quý vị thấy chúng tôi cứ chúng tôi nói là tâm đạo siêu thế hay là tâm đạo, tại vì bài học tới chúng ta nói về tâm quả siêu thế. Thưa quý vị, những tâm đạo siêu thế này cho chúng ta ít nhiều về chi tiết của cánh cửa đi vào giải thoát giác ngộ. Đây là một trong những cái lĩnh vực mà đa số Phật tử thường bỏ qua. Chúng ta hay nặng về cái danh, ví dụ như là bây giờ người ta hay nói là nhân thừa, rồi thanh văn thừa, rồi nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa, vân vân, phật thừa. Và khi họ nói về những cái quả vị thì chỉ nói đại khái cao thấp vậy thôi. Tuy thật thì bốn đạo bốn quả này là một trong những trọng điểm mà lại rất thường bị bỏ quên bởi những người học Phật. Và hôm nay thì khi mà đề cập đến tâm đạo thì chúng ta lại đi vào những điểm này. Có những phần thì tương đối là quen thuộc, nhưng mà có những phần cũng tương đối là lạ với quý Phật tử. Như trong bài học đó, chúng tôi có đề cập là có nhiều cách dịch mà đôi khi người ta không tìm được một cái từ nào để mà chuyển tải được, thì người ta giữ nguyên gọi là phiên âm. Ví dụ như chúng ta đang ở trong mùa đại dịch, chúng ta có chữ virus ở trong tiếng Anh. Virus mà người xưa có nhiều lúc chúng ta dịch là vi trùng, hay có đôi khi thì dịch là một cái lời vi khuẩn. Nhưng mà rồi
đặc biệt là cái virus này nhá, nó không giống bacteria. Bacteria là những vi khuẩn mà nó sống độc lập, còn cái virus như là COVID-19 thì nó lại là một cái chất protein, nó là một chất fat, nó là một chất béo, nó bám theo cái cells, nó bám theo cái tế bào. Thành ra tự nó đó, nó là một thứ cây trùm rợ gởi mà nó không thể nào là như là vi trùng hay là vi khuẩn được. Mình dịch là vi trùng hay vi khuẩn, có đôi khi chúng ta nghĩ rằng nó là một vi sinh vật, nhưng mà ở đây thật ra nó là một cái lây lan và nó bám theo tế bào. Cho nên người Việt Nam sau này người ta không không dịch chữa nữa, người ta để là virus. Thì mới nghe virus thì cũng hơi kỳ lạ, nhưng mà thật ra cái chữ virus ấy, nó lại được hiểu không bị sai hơn là chữ vi trùng hay là vi khuẩn. Và do đó ngày nay chúng ta nghe rất nhiều ở trong tiếng Việt là chữ virus. Thì đây cũng là một thí dụ để nói rằng khi mà mình chuyển ngữ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác ấy, thì đa số là chúng ta tìm những từ tương đương. Ví dụ như ăn, uống, đi, đứng là tương đương, nhưng mà rồi có nhiều chữ chúng ta không tìm được sự tương đương đó. Mà không tìm tương đương thì cách tốt nhất là giữ nguyên bằng cách là phiên âm. Thì thưa quý vị, chính vì lý do này đó mà ngày xưa các vị tiền bối, những vị mà dịch giả như ngài An Thế Cao, ngài Cú Ba La Thập, ngài Huyền Tráng vân vân, thì các ngài cũng lựa chọn cái cách tương tự như vậy. Nếu mà bây giờ chữ Nirvana hay là Nirvana đó mà mình cứ dịch là tịch tịnh hay là dịch là cực lạc vân vân, dịch cách nào đi nữa thì nó cũng hiểu sai, hiểu cũng phiến diện thôi, để nguyên là, mình âm là Niết Bàn, Niết Bàn đó. Thì trong trường hợp bốn đạo của vậy, bốn đạo này nếu mà dịch đó thì tương đối là hơi hơi khó dịch một chút, rất khó là mà gói gọn. Ví dụ như chữ Sotapatti, Sotapatti nếu mà dịch theo nghĩa đen ấy, gọi là dự lưu hay nhập lưu hay là lần đầu đi vào trong dòng thánh bức. Chúng ta biết là một dòng suối, suối tuôn chảy từ trên cao xuống đó, nó không chảy ngược, và cái gì để trong dòng suối nó không đứng yên. Tại suối đó, nó chảy như người ta nói là như suối tình muôn thuở về xuôi, tức là suối thì nó luôn chảy, nó có nước thì nó chảy, và lá cái gì đi vào dòng suối đó, thì tự động nó chảy, tự động đưa đấy. Thì chữ Sotapatti dịch là nhập lưu, dự lưu tức là lần đầu nhập vào trong dòng thánh bức thì nghe cũng được, nhưng mà chữ nó không lột hết ý nghĩa. Và bởi vì nó không lột hết ý nghĩa, do đó các vị âm là Sotapat là tu đạo hồn, dạ, su tu đạo hồn. Rồi cái chữ kế tiếp cũng vậy, nếu mà dịch là bất lai, dịch là nhất lai, thì các vị không có dịch thấy chỉ nhất lai nghe nó cũng không có gói hết ý nghĩa, không có chuyển tải được cái ý nghĩa. Do đó các vị chọn là tương đà hàm, rồi tương tự như vậy a đà hàm, a la hán. Cái chữ mà ở đây mà đôi khi chúng ta nói là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo á, thật ra đó là một cách nói gọn thôi. Nhưng mà cách nói đó nó lại không có, nó không có cái căn bản cho chúng ta hiểu. Thật ra ở đây chú quý vị, trước khi vào bài học thì chúng tôi thưa rằng những cái từ vựng mà chỉ cho đạo quả thì có cả ba là phiên âm, dịch nghĩa và cách nói ngắn gọn. Trong cái ba cách này đó thì không có cách nào ổn hoàn toàn, như là chúng tôi nói tới nó luôn, nói tu đà hoằng đạo hay tu đà quần mà quả, tu đà hàm đạo, tu đà hàm quả đó, nó hơi đôi khi một số các vị khó nhớ. Thành ra chúng ta gọi là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Tuy nhiên những cái chữ như vậy thì nó lại không có một một cách nào gọi là hoàn hảo ở đây hết. Là bắt buộc là trên phương diện mà học và nghiên cứu
thì chúng ta nên hiểu rằng nó có chút hơi lúng cũng ở trong cái sự lựa chọn. Được cái này thì nó không được cái kia, và do vậy nó tùy vào mạch văn, nó tùy vào ngữ cảnh, và nó tùy vào cách nói. Và trong bài học này thì chúng ta nêu cả ba cái để chúng ta chú ý. Chúng tôi có nói thêm một điểm là thật ra đó, những vị mà phiên dịch Tam Tạng kinh điển, những vị chuyển dịch mà từ Phạn ngữ sang chữ Hán ngữ, thì các vị đó đều biết được và thấy được là bốn đạo bốn quả là quan trọng, do đó các vị giữ nguyên và giữ nguyên được bằng cách phiên âm. Và về sau này đó thì thưa vị dần dà, như ở tại Trung Hoa đó, đa số Phật tử Trung Hoa là theo Tịnh Độ Tông, và cái tinh thần Đại Thừa được sĩ dương, người ta nói nhiều đến Bồ Tát Hạnh, và do vậy dần dần người ta ít nói đến bốn đạo bốn quả. Đó là cái chuyển biến về sau này, nó có tính cách là sự phát triển của tông phái, sự phát triển của tư tưởng, nhưng mà căn bản là ở trong các bộ Phật học Đại Từ Điển, Phật Quang Đại Từ Điển, Phật Học Đại Từ Điển đều có nhấn mạnh đến điểm này hết. Ở trong dân gian thì không có nói nhiều. Ví dụ quý vị nào mà đi chùa Bát Tông, ít khi nghe quý thầy nói đến cái sự quan trọng của quả vị Tu Đà Hoàn, quả vị Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thậm chí là có đôi khi có bị bài xích đó là những cái quả vị tiểu thừa không có nên tu tập chứng đến, thậm chí là ở trong Bồ Tát giới mà của Phật giáo Bắc truyền đó thì cũng công kích những quả vị A La Hán. Bây giờ đó thì chúng ta đi vào chi tiết của những cái tâm đạo, cái tâm đầu tiên chúng ta gọi là tâm sơ đạo hay là tâm tu đạo huân. Chữ Sotapatti là Sotapatti, Sotapatti có nhiều cách hiểu. Sota là dùng xuống, Apatti là chập vào, nhưng mà có cũng được giải là A có nghĩa là đầu tiên, Patti là nhập vào. Sota đầu tiên để nhập vào dòng thánh bức, và dùng thánh bức này chỉ có một chiều tuôn chảy là đến giác ngộ giải thoát, hoặc sớm hoặc muộn, hoặc chống hoặc dày, thì vị đó chắc chắn sẽ được giác ngộ. Điều này cũng có nghĩa rằng một người mà đã bất thối. Chúng tôi nhớ rằng có quen với một vị thầy trước khi xuất gia đó, thì là một người đi tìm chuyên môn đi tìm trầm hương. Chúng ta nghe nói xứ Trầm Hương là Quy Nhơn, Phú Yên, Bình Định là xứ Trầm Hương. Vì nào đọc Quách Tấn đọc xứ Trầm Hương, thì thưa quý vị, thời gian ban đầu thì nghe người ta nói là ở trong rừng của Trầm Hương, và Trầm Hương là nó nằm ở trong cái cây chứ cái gió chẳng hạn. Nhưng mà trong lòng cũng bán tính bán nghi. Nhưng mà rồi một lần đi theo người khác vào thì quả thật tìm được Trầm Hương từ trung thân cây gió, và đem về bán và mua, mặc dù số tiền ban đầu rất ít ỏi, nhưng mà vì nó kể lần đầu tiên tìm thấy được cái cây Trầm Hương, tìm thấy Trầm Hương trong cây gió, thì từ đó trở đi á, thì nó giống như có cái niềm tin rất là mạnh mẽ, chắc chắn là có Trầm Hương, chứ không phải là như lời truyền tụng của nhân gian, mà đó là một chuyện có thật. Thì một cái vị mà chứng đắc Niết Bàn, lần đầu tiên gọi là nhập lưu hay dự lưu hay là tu đạo quần đạo đó, thì cái thấy đó là thấy xác thực chân thực. Cái thấy đó không phải do nghe, cái thấy không phải là do suy luận, mà cái thấy là tự thân chứng ngộ. Và do tự thân chứng ngộ nên thứ vị, điều này rất là mạnh mẽ, là vị này đoạn tầng ba cái kiết sử: thân kiến,
hoài nghi về giới cấm thủ. Thành kiến đó, có nghĩa là một cái sự vấp ngã sai lầm, như là sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn, thọ quẩn là ta, ta là thọ quẩn, trong thọ quẩn có ta, ta là thọ quẩn. Ví dụ như là chúng ta có cái thân này, chúng ta thường chấp nó là đẹp, có ai đó chê là mình có cái nét phá tướng hay nét xấu thì mình cảm thấy buồn buồn phiền, tại mình nghĩ rằng họ chê cái nét đó, tức là họ nói chê mình, cái đó là ta đó, giờ cái đó là ta. Thì cái ngã chấp đó, nó là một thứ thân kiến, và đây là một thứ tà kiến. Và cái tà kiến này nó lại có hai cái sự khác đi kèm theo, đó là nghi hoặc. Một cái người hiểu sai đó thì luôn luôn họ có cái ngờ vực với điều này hay ngờ vực với điều kia. Chúng tôi để ý thấy rằng những vị tu sĩ mà tu tập, mà có một vài vị họ tu ở trong chùa nhưng mà họ lại theo thần quyền, và họ tin vào có linh xuất hồn đi chỗ này chỗ kia vân vân. Thì thưa quý vị, chúng tôi ở gần các vị đó, chúng tôi biết rằng họ có một cái, họ có cái tâm gọi là nghi hoặc đối với tam bảo. Dạ, nghi hoặc đối với tam bảo. Chúng tôi có kể quý vị nghe, một lần chúng tôi đi với một vị hòa thượng, mà vị này rất là thích về thần quyền. Vị này sang Ấn Độ và đến xứ Kushinara, nơi Đức Phật viên định Niết Bàn. Thì thấy cái chỗ nó hoang tàn, thì vị này nói rằng không biết sao mà Phật giáo nói rằng có chư thiên, mà chư thiên để cho cái thánh tích nó lại hoang tàn. Ví dụ như vậy. Đối với chúng ta thì chúng ta là người tên Phật, mà bình thường chúng ta nghĩ rằng đâu có cái gì mà không có vô thường. Và cái thân của Đức Phật cũng như vô thường, cái Phật tích cũng vô thường, và cái trái đất cũng vô thường. Nhưng mà một vị mà họ không có cái niềm tin chân chánh, không thành tựu được chân chánh rồi đó, thì do không được chân chánh đó, nó lại nảy sinh ra cái nghi hoặc. Dạ, nghi hoặc. Và cái nghi hoặc đó đó, nó là một dấu hiệu của cái thiếu cái niềm tin chân chánh. Nghi hoặc ở đây có nghi hoặc về Phật, Pháp, Tăng, về về tam thế, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, là ở quá khứ mình, tôi là thế nào, tương lai tôi sẽ thế nào chẳng hạn. Dạ, hiện tại tôi là thế nào, rồi hoài nghi về nhân quả. Dạ, cái gì mình làm mà nó có bao ảo, có quả hay không, người khác làm có quả hay không, vân vân. Thì đó là nghi hoặc. Giới cấm thủ có nghĩa là những cái chấp trì. Chấp trì nó có tính cách là tà bại, chấp trì có tính cách là vô bổ. Ví dụ như là có những người cũng Phật tử, cũng đi chùa, cũng cúng dường, có phần tin vào nhân quả, nhưng mà lại tin vào cái thước lỗ ban. Họ tin rằng cánh cửa đó, mà nếu mà mình sửa đổi, mình dời cho nó rộng một chút, nó hẹp chút, nó đúng cái thước của cái thước lỗ ban thì làm giàu. Thì mới nghe thì vô thưởng vô phạt, mà nhiều người cũng tin rằng mình có tiền mà mình sửa cánh cửa chút đâu có sao. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà mình chỉ sửa một cái chữ ký, hay là mình sửa cánh cửa mà nó thay đổi cả cuộc đời của mình, thì cái niềm tin đó nó lại đi ngược lại với niềm tin nhân quả. Thay vì chúng ta tin rằng nếu mình thiếu phước thì mình nên làm phước, và làm phước á thì nó không kết quả liền, kết quả đời sau. Không, ở đây chúng ta tin vào chuyện đơn giản là mình sửa cái giờ nhỏ nhỏ là thay đổi hết. Và cái đó gọi là giới cấm thủ. Cái giới cấm thủ bình thường á, người ta không thấy nó nặng. Nó chỉ đơn thuần là một cái sự hành trì vô bổ vô ích. Nhưng mà kỳ thật cái giới cấm thủ nó là một sự chấp thủ. Và chấp thủ đó nó dẫn đến những cái nó là một biểu hiện của cái tâm sai lầm. Như chúng tôi nói rằng
họ đi chùa cúng dường vậy đó. Những người đó cúng dường nhưng cái niềm tin họ không có. Niềm tin họ không có. Chúng tôi gặp rất là nhiều người họ cúng nhiều chứ không ít, nhưng mà khi mà cúng thì họ cũng có tin là được phước thôi, nhưng mà họ không có cái chánh kiến, kiến và chánh tín ở trong cái niềm tin nhân quả đó. Thì ra đời sống họ có nhiều cái gọi là giới cấm thủ. Thì thứ vị thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, thân kiến nghi hoặc giới cấm thủ đó là ba cái sự cột rối, và ba sự cột rối này được đồng định hoàn toàn khi mà vị thánh Thu Đà Hoàn thấy được Niết Bàn. Ở đây chúng ta lấy làm lạ, ủa cái chuyện mình thấy Niết Bàn có gì đâu mà liên hệ đến ba cái thứ này. Nhưng mà nếu chúng ta để ý cho kỹ thì thấy Niết Bàn nó khẳng định cho chúng ta là thấy được đường đi điểm đến và không còn có cái nghi hoặc, không còn có cái chấp sai về ngã, về tức là về thân kiến và về những cái sự thì tà vại vô ích vô bổ và không còn nữa. Các vị cũng có một cái thí dụ là ví dụ mình đi đường, mình đã biết rõ rằng có một điểm đến và có con đường đi, thì mình đâu có còn người ghé vô kia để mà hỏi hỏi thăm nữa. Nếu mà còn khi mình chỉ biết rõ đó thì mình vừa lái xe mà trong lòng mình cứ hồ nghi, không biết mình chạy có đúng hay không, ghé chỗ này hỏi người này chút, ghé chỗ kia hỏi chút. Chúng tôi nhớ rằng có một năm chúng tôi gần tới Tết đó, và có một người Phật tử họ đi lên thành phố Jasper, nơi Houston khoảng chừng 2 tiếng rưỡi lái xe, và họ đem về họ tặng cho chùa một cái cành đào. Cái loại đào này nó đặc biệt, đào có gai nhưng mà rất là đẹp chứ, tại vì có cái nét rất là gãy rất là đẹp. Thì khi họ tặng cho chùa đó thì cái kiểu họ nói con đi đến lúc con thấy đẹp quá rồi con chặt về. Thì chúng tôi hỏi các vị ở đâu, thì các vị nói là cái này con đi chặt ở trên Jasper, mà chỗ đó nó có nguyên cái bụi rất là lớn, mà cái nhà đó là cái người Mỹ đen, tự nhiên họ có cái bụi lớn như vậy là họ mọc ở trong đất của họ đó, mà mình xin họ cười họ muốn chặt bao nhiêu chặt thôi. Và chúng tôi hỏi thì đó là như vậy ở chùa đang cần để trưng cho mấy cái bình hoa Tết ở chùa được không, thì họ nói dạ được, nhưng mà họ không nhớ rõ. Và họ tại vì họ đi một đường họ thấy họ tấp mua thôi nên chi, nhưng mà họ nhớ mang máng là nằm gần chỗ đó đó, đi đến con đường đó đó thì nó có thể thấy một cái bụi hoa rất lớn, hoa màu đỏ như vậy. Như vậy là chúng tôi và 2 Phật tử khác lên đường đi. Nhưng mà trên đường đi đó thì thưa quý vị, lúc đó không có GPS và chỉ nghe theo cái sự chỉ dẫn một cách rất là mơ hồ của người đi trước, nên chi đi chỗ này chỗ kia và hỏi, thậm chí có ghé cái sang hỏi cái nhà như vậy nhưng mà không có ai định đó ra. Thật ra lúc đó thì chúng tôi nói rằng đi mà với cái tâm nghi hoặc, đi với tâm hoài nghi là mình đi có đúng đường hay không, mà quả thật nó có vấn đề như vậy là nó có ngã rẽ ở đường 87. Nếu mà mình đi sai đường thì thật ra mình sẽ mất rất nhiều thời giờ. Nhưng mà cũng may mắn là chúng tôi đi đúng đúng được và cuối cùng tìm được cái bụi hoa đào rừng đó, mình chặt đâm về. Thì trong lúc mà trước khi thấy được cái bụi đào rừng đó, thì trong lòng nó hoang mang, nó nghi hoặc. Nhưng khi đã thấy rồi, đã vào được, đã thấy rồi, thì tự nhiên tất cả những cái nghi hoặc nó đều xóa tan hết. Thì cái giây phút mà thấy được cái bụi đào rừng đó và cùng lúc thấy và xóa tan đi cái nghi hoặc đó, nó tương tự như cái thí dụ là tại sao bị chứng Niết Bàn lần đầu tiên mà vị đó lại đoạn trừ kiết sự, thân kiến hoài nghi với cấm thủ.
Và ở đây thưa quý vị, nó cũng là một cái trường hợp mà các học giả gọi cái này gọi là bất nhị môn. Bất nhị môn tức là cánh cửa bất nhị, thì cánh cửa không có hai, vừa thấy được niết bàn vừa liễu tri sanh tử. Trong kinh điển dùng cái chữ gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh là có mắt thấy thấy niết bàn và cũng thấy rõ sanh tử. Niết bàn là pháp vô vi, và một khi các vị thấy được pháp vô vi thì các vị ngay lập tức cũng hiểu rõ cái tính phù ảo, cái tính giả hợp của pháp hữu vi. Vì nó cũng hiểu được rằng tất cả những gì có sanh thì phải có diệt, kể cả sắc thọ tưởng hành thức. Và bởi vì nó có sanh nên nó có diệt, nên khi chi không thể nói rằng sắc là ta là sắc, ở trong sắc có ta, trong ta có sắc. Không thể nói thọ tưởng hành thức là tự ngã. Bởi vì sao? Tất cả gì có sanh đều có diệt. Và như vậy cùng lúc vị này chứng được Niết Bàn, chứng đi được Niết Bàn, và vị này cũng hiểu rõ sanh tử. Hai bờ, bờ bên này và bờ bên kia, nói theo người Huế là bên Ni bên Tê, nhưng vị này hiểu rõ. Và cái hiểu rõ này là một cái trạng thái mà chúng ta có thể nói rằng một con chim, một mũi tên bắn hai con chim, hoặc giả là chúng ta nói rằng cái này mà hiểu cái kia, hoặc giả là mở đèn cùng lúc đó, thì chúng ta có được ánh sáng và cùng lúc chúng ta xua tan bóng tối. Xua tan bóng tối và ánh sáng nó là một thôi. Bởi vì người ta gọi là bất dị môn. Thưa quý vị, một cái vị mà chứng đắc sơ đạo, có một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý là lúc bấy giờ niềm tin tam bảo của vị này được xác lập là do vị này thấy được cái tánh tự nhiên của các pháp, chứ không phải là cái niềm tin quy ngưỡng giống như người ở ngoài, giống như người ở bên ngoài bình thường, giống như phàm nhân chúng ta. Phàm nhân á, nuôi dưỡng đức tin tam bảo là do tính lý tôn giáo, do mình nghe, do mình thấy người ta quy y mình quy y theo, thấy người ta thắp nhang mình thắp nhang theo, thấy người ta đi chùa mình đi chùa theo, hoặc giả là mình vận dụng kiến thức của mình. Mình hiểu biết về nhân, hiểu biết về quả thì quy y tam bảo. Nhưng mà đặc biệt là cái niềm tin tam bảo của phàm nhân chúng ta nó dựa trên tính lý, nhưng mà cái niềm tin tam bảo của một vị thánh Tu Đà Hoàn đó là dựa trên cái sự thấy biết xác thực. Bởi vì pháp đúng nghĩa là pháp thì thưa quý vị là nói lên rất thật. Và một vị thấy pháp là thấy được cái như nhiên, thấy được cái pháp tánh, thấy được cái bản chất thật của pháp. Thí dụ như nói là thấy được cái pháp có sanh ắt có diệt. Cái đó gọi là thấy được cái bản bản thể của pháp, thấy được cái thực tính của pháp. Và do thấy được thực tính của pháp thì vị đó có cái niềm tin bất thối, niềm tin không có lai chuyển đối với pháp. Và đối với vị đã giác ngộ và đã tuyên thuyết chánh pháp, đó là Đức Phật. Và những vị hành trì theo Đức Phật, tức là niềm tin Phật pháp tăng. Và chúng ta hiểu rằng cái niềm tin này là một cái niềm tin mà bởi vì nó không dựa trên suy luận mà dựa trên sự thấy biết chân thật, nên niềm tin đó bất thối, kiên cố. Chúng ta nói một cách khác là những nhân vật như ông Cóc Cô Độc và Quý Sa Kha khi đến lại Đức Phật ba lại, khi đến Đức Phật về nhà trai tăng, khi mà cúng dường thực phẩm vào trong bình bát khi chưa tăng được hết thực, nhìn thì rất giống những người khác,
nó giống như chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà ở trên thực tế thì rất khác. Tại vì các vị cúng dường, các vị đảnh lễ bằng cái đức tin chắc chắn hơn là bằng thật. Một đức tin bất thối của một vị thánh sơ đạo, sơ quả của một vị thánh tu đạo huân, chứ không phải là do cái niềm tin của nhân quả mà theo cách người ta làm mình làm theo, hay là mình suy luận, rất là khác vị tu đạo huân như vậy. Chúng tôi muốn nói lại một lần nữa, đó là khi mà chúng ta tin tưởng một điều gì mà dựa trên lý lẽ đó, thì nó cần có sự thuyết phục. Nhưng mà niềm tin của vị này là do thấy biết chân thực rồi, thì không cần phải ai thuyết phục hết. Thí dụ là có một người đi vào trong rừng mà thấy được một bụi hoa rất là đẹp, hay có thấy một tòa lâu đài cổ rất là đẹp, thì giây phút đã thấy rồi đó, thì mở mắt ra thấy sừng sững trước mặt rồi, thì không cần phải ai thuyết phục mình nói rằng đi vào chỗ đó có cái đẹp như vậy, không cần, là mình cảm nhận thực sự. Thì cái niềm tin của vị tu đạo huân ở Tam Bảo là niềm tin dựa trên sự thật. Và khi chúng ta nói Tam Bảo đó, thì chúng ta phải nói rằng hiểu Tam Bảo và hiểu bằng qua cái thực thể, thực tướng của các pháp đó, nó rất khác với hiểu Tam Bảo là do cái tín ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng dân gian. Về điều này chúng ta phải lưu ý. Và ngoài cái thành tựu về tính, vì tu đạo quần có thành về giới, về giới. Có nhiều lúc quý vị nghe thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có nói đến một cái vị mà gọi là trong tam học mà thành tựu một cách rất là viên mãn về đinh học, là vị A-na-hàm. Vị A-na-hàm không sanh về cõi dục giới nữa. Và vị đó là vị mà thành tựu về thiền. Bởi vì sao? Vị đó không còn dục ái nữa. Và vị Tu Đà Huân thì đặc biệt là vị viên bản về thành tựu về giới học. Vì thì không bao giờ mà làm những cái ác nghiệp như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay là quỷ bán tam bảo, dù bình thường hay là lúc cho đến lúc lâm chung, cho đến lúc sanh vào những cảnh giới khác, tuyệt đối không làm những trộm nghiệp. Vì này không bao giờ và suy giảm cái niềm tin đối với Tam Bảo, dù là từ kiếp này chuyển sang kiếp khác. Ví dụ như vua Bình Sa Vương không có cô độc chết thì đức tin Tam Bảo luôn luôn vẫn còn. Chúng ta là phàm nhân đó, có nhiều khi tái sanh thì quên đi và không có đức tin Tam Bảo nữa, nhưng mà vị đó vẫn còn, vì đó không xa vào khổ cảnh như địa ngục, ngạ quỷ, Atula bàn sinh không bao giờ có. Vị này có cái đặc điểm điểm mà trong tiên kinh Ratana Sutta có mô tả đó, là không bao giờ có sự kiện một vị thánh tu đạo huân mà che giấu cái lầm lỗi của mình, hay là có những hành vi khuất lập mình. Nếu vị đó làm một điều sai thì vị đã nhận là mình sai mà không có chỉ che giấu. Bởi vì đặc biệt là vị này chẳng những thành tựu về giới mà vị này còn đoạn tận cái thân kiến. Sai chẳng là sai, không có hành vi khuất lấp, là một cái đặc điểm của một vị tu đạo huân. Và thưa quý vị, những gì mà chúng ta nói ở tại đây, những cái không đó, nó luôn luôn là vậy, mãi mãi là vậy. Một khi đã chứng sơ đạo, không có trở lui trạng thái cũ, không trở lời trạng thái của phàm nhân. Nói điều này thì chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó, có một chuyện rất là thú vị là
chúng tôi có ở chung với một vị sư, và vị sư này có nói với sư trưởng là con tu, con chỉ mong muốn đặt tu đạo huân thôi. Thì sư trưởng hỏi sao mà tu chỉ muốn đặt tu đạo huân, đặt sơ đạo mà không muốn đặt những cái đạo quả cao hơn? Thì nói rằng đắc sơ đạo thì có bảo đảm là không xa vào đường ác đạo, không mất đi niềm tin, nhưng mà còn thể rong chơi đây đó được, rong chơi cõi này cõi kia được, ít nhất cũng được 7 kiếp. Thì mình đi chơi mà mình không sợ hết tiền, mình đi chơi mà mình không sợ sa đọa, lúc đi chơi mới thực sự là vui. Sư trưởng nói rằng tại mình còn nói như vậy không có chứng sơ đạo. Nhưng mà thật ra thì một vị chứng sơ đạo đó, thì rồi các vị cũng sẽ đi gần gần đến chỗ là từ bỏ tất cả cái rong chơi để thành tựu cái đích điểm là giải thoát giác ngộ. Tại vì sao vậy? Những bậc thánh mà thấy niết bàn thì không bao giờ nghĩ rằng những cái rong chơi sanh tử đó là hạnh phúc gì hết. Dần già rồi, dĩ nhiên còn ít nhiều của vị tu đạo huân, vị tư đà mà a na hàm, nhưng mà rồi chắc chắn sẽ đoạn tận sanh tử, cái gì rất là khác. Ý chúng tôi muốn kể câu chuyện này để nói rằng cái đặc điểm của vị tu đạo huân là làm cách gì ở trong nào, ở trong bất cứ trường hợp nào cũng không bao giờ rơi vào đường ác đạo, cũng không bao giờ khởi sanh tà kiến, không bao giờ đi niềm tin tam bảo, bởi vì gọi là nhập lưu, bởi vì gọi là dự lưu, tức là vào trong dòng thánh bức, chắc chắn sẽ xuôi chiều đi đến mặt. Thứ gì, một cái tâm thứ hai ở trong bốn tâm đạo là tâm tư đà hàm. Tâm này thì ở trong bốn bậc thánh thì bậc thánh tư đà hàm bậc thánh ít được nói nhất. Rất là đơn giản là bậc thánh tu đạo huân thì ta nghĩ nhiều là bởi vì là cái sự chứng đắc đầu tiên từ phàm sang thánh. Bậc thánh a na hàm thì tương đối là có những cái vị cư sĩ a na hàm nổi rồi, có những vị chứng quả a na hàm sanh về cõi phạm thiên để gặp nhiều. Còn tư đà hàm thì nói rất ít, nhưng mà thật ra thì luôn luôn là ở trong cái tiến trình đắc đạo chứng quả thì tất cả các bậc thánh đều trải qua cái tâm đạo gọi là tư đà hàm đạo. Ở trong tư đà hàm đạo là gì? Tư đà hàm đạo đó là chứng tri niết bàn lần thứ nhì và giảm thiểu dục ái và sân. Chúng ta nói đến ba thứ ái, thứ gì là dục ái, sắc ái và vô sắc. Mặc dù sắc ái và vô sắc ái thuộc về thương phần kiết sử, nhưng mà dục ái đó nói lên cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp của tất cả chúng sinh. Chúng ta sống thì chúng ta sống với sắc thinh khí vị xúc, chúng ta sống với ngũ dục, và cái thế giới mà chấp thủ của chúng ta đối với sắc thinh khí vị xúc nó mạnh lắm. Mình có học Phật rồi thì mình sẽ hiểu rằng tại sao sắc thinh vị xúc đó, nó có một cái ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng đi, một ngày nào đó chúng ta mù thì chúng ta cảm thấy là sự mất mát rất lớn, mất mát rất lớn, lớn lắm. Bởi vì phần lớn thế giới của chúng ta là do những gì mắt thấy. Buổi sáng thấy ánh sáng mặt trời, thấy bầu trời xanh, thấy hoa nở ở ngoài vườn, thấy mặt mày người này người kia. Và do vậy năm cảnh sắc thân khí vị xúc ảnh hưởng lớn với chúng ta, vừa là ngũ dục hay là ngũ trần. Và cái sự tham luyến đối với ngũ dục ngũ trần đó là một tập khí rất lớn, nhiều đời nhiều kiếp. Và cái tập khí này không thể đoạn tận bởi một đạo được, bởi một tâm đạo được, mà phải hai lực, một lần giảm nhẹ, một lần giảm nhẹ đó là quả tư đà hàm, và một lần đoạn trừ luôn là a na hàm. Và cũng có một khía cạnh khác mà chúng ta phải nói ở đây là hễ cái lòng tham luyến đối với ngũ dục càng nhiều thì tâm cái sân càng càng mạnh. Đó là một cái tỷ lệ tương đương. Tức là
chúng ta thích cái đẹp nhiều thì chúng ta bực bội với cái xấu nhiều. Một người rất thích ăn ngon thì rất chán nản, rất bực bội khi phải ăn dở. Một người thích mặc đẹp thì khi mặc bộ quần áo không đẹp thì họ cảm thấy rất là khó chịu. Và do vậy cái dục ái và sân nó là cặp bài trục. Hễ dục ái mạnh thì sân hận hận cũng mạnh, mà sân hận mạnh cũng như dục ái. Dục ái được giảm thiểu thì sân hận được giảm thiểu, dục ái được đoạn trừ thì sân hận được đoạn trừ. Ở trong kinh Phật và trong Thắng Pháp dạy rằng đối với các vị phạm thiên mà dục ái, tức là sự ham muốn ngũ dục không còn nữa đó, mà sống với hỷ lạc của thiền định rồi đó, thì chư vị phạm thiên không có tâm sân, không có sân. Tại vì sao vậy? Tâm sân nó chỉ gắn liền với dục ái thôi. Và chúng ta nhớ một điều là dục ái và sân là một cặp bài trùng, là luôn luôn đi chung với nhau. Và vị thánh Tư Đà Hàm là giảm thiểu đi dục ái và sân. Và thưa quý vị, và chúng ta cũng nhắc đến ở đây đó là đừng tưởng dục ái tầm thường đâu. Dục ái là một cái dây ràng buộc rất là mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta nói trong kiếp luân hồi mà gọi là tập khí, gọi là thói quen, thì cái tập khí của chúng ta đối với ngũ dục, gọi là dục ái, nó bền chặt lắm, mạnh mẽ lắm. Bây giờ thì chúng ta nói đến cái tâm đạo thứ ba là Anaham đạo. Cái tự nhiên của một Anaham là đoạn tận dục ái và sắc. Thì các vị này đã vượt khỏi cái ma lực đối với dục giới. Dục giới không còn ám ảnh, dục giới không còn chi phối, dục giới không còn là cái gì mà có thể cột trói được vị A-na-hàm. Và cái khuynh hướng tự nhiên là các vị này nghiêng về thiền chứng, nghiêng về những cái thứ hạnh phúc, mà thứ hạnh phúc đó không có trạng thái của dục ái. Ở trong sơ thiền có cô diễn tả là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Chúng ta đã nói trước qua thiền sắc giới về về điểm này, bây giờ không cần gặp lại. Bởi vì A-na-hàm được xem như là một vị có thành tựu viên mãn về định thọc, tức là trong giới định tuệ. Thì vị này định thọc, tức là bởi vì vị này đã vượt thoát khỏi sự chi phối của dục ái. Dạ. Vị thánh A-na-hàm thì có những cái đặc điểm mà chúng ta phải lưu ý rằng vị này gần, rất gần với chư vị A-la-hán về nếp sống, về lối sống, nhưng mà vị này còn có thể sống đời sống cư sĩ. Riêng đối với vị A-la-hán thì khi đắc đạo chứng quả, nếu mà không xuất gia thì không thể duy trì thọ mạng quá 7 ngày. Thì cái quả vị A-la-hán là một quả vị cực kỳ thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, không thể sống cư sĩ được. Nhưng mà nếu một vị chứng hàm có thể sống đời sống cư sĩ, nhưng mà trong cuộc sống cư sĩ này đó, thì vị này có những cái đặc điểm là vị này sống mà có sự thanh tịnh tương đương giống như là một cái vị thọ bát quan trai, không sát sanh, không trộm cắp, không có cái gần gũi nam nữ giới tính, không có nói dối, không có uống rượu, không có ăn phi thời, không có trang điểm, mang đồ trang sức, không có ca vũ nhạc kịch, không thưởng thức ca vũ nhạc kịch. Không có nằm ở chỗ làm ạ. Có thể nói rằng sống hết sức là bình đẳng, bởi và không có nhu cầu là, ví dụ chúng ta nghe nói vào Visakha là vị thánh tu đạo hồn, nhưng mà bà có những cái áo choàng rất là đắt tiền, có một cái cuộc sống
rất là đông con cái vân vân, nhưng mà vị thánh A Nàm cũng có. Vị thánh A Nàm thì gần gần giống vị A-la-hán vậy đó. Nhưng mà vị này vẫn còn có một cái tâm mà đối lập với dục, tức là thiền sắc giới và thiền vô sắc. Trong khi vị A-la-hán thì không còn cái sắc ái vô sắc ái nữa. Sau cùng là tâm tứ đạo hay là A-la-hán đạo. Thì chữ A-la-hán đó, như chúng tôi nói rằng, đó là phiên âm chữ A-la-hán. A-la-hán là bậc ứng cúng. Và đây là một cái từ vựng mà giữa Phật giáo và Lôn giáo đó, mà ý nghĩa chung, phổ thông và rất giống nhau. A-la-hán nếu mà chúng ta nói cho gọn đó là bậc hoàn toàn thanh tịnh, bậc xứng đáng được cúng dường. Ở trong kinh nói rằng, ở trong đời ai là bậc xứng đáng được cúng dường, xứng đáng nhất để được cúng dường, đó là bậc hoàn toàn thanh tịnh, không tham không sân. Thì ví dụ như là bây giờ mình lấy tiền mình cho một người homeless thì cái cho cũng có phước, nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái phước không có nhiều, bởi vì mình cho vị đó họ có ham muốn, và trong sự ham muốn đó vị đó còn dùng cái tiền đó đi mua rượu vân vân. Hay là nếu quý vị Phật tử cúng dường đến Chư Tăng mà Chư Tăng quán tưởng khi thọ thực, quán tưởng khi sử dụng những gì quý vị cúng dường mà Chư Tăng không có tham đắm chừng đó, thì cái người thí chủ rất có phước. Dạ, rất có phước. Nhưng mà nếu quý vị cúng cái gì đó mà Chư Tăng còn ham muốn, còn dính mắc vào thứ đó đó, thì cái sự cúng dường đó quý vị không có phước nhiều lắm. Thành ra cái sự cúng dường mà tạo nhiều phước báo là sự cúng dường đối với bậc thanh tịnh, hoàn toàn không có ham muốn và không có chấp giữ cái điều đó. Và do vậy cái ý niệm là bậc hoàn toàn thanh tịnh là bậc xứng đáng cúng dường đó, nó lại là một ý nghĩa trùng hợp giữa ấn giáo hay bà la môn giáo và Phật giáo. Ấn giáo nói như vậy và Phật giáo cũng nói như vậy. Tại cái chữ a la hán đó có đôi khi dịch là trọn lành, trọn lành là đứng hoàn toàn thanh tịnh, và đôi khi dịch là bậc ứng cúng, là bậc hoàn toàn xứng đáng để cúng dường. Thì thưa quý vị, nếu ở tại Ấn Độ đó thì Phật giáo và Bà La Môn giáo đều có một cái nghĩa chung về phương diện ý nghĩa đó. Thì trong tiếng Phạn nó lại có hai cách giải thích cũng chuyên chở hai điều trên mà rất là lạ luôn. Lần đầu tiên chúng ta mới thấy cái ngữ và nghĩa như vậy. Trong tiếng Phạn có chữ Arahati là xứng đáng, thì nó đồng nghĩa với ứng cúng. Mà chữ Arahati người ta nói là gồm có hai hai cái chữ là Ari là kẻ thù, Hata là giết, có khi là sát tặc, là đoạn tận phiền não hay sát tặc, đó là ứng cúng. Quý vị thấy không, về ngữ và nghĩa ít có chữ nào mà nó tương đồng một cái xích sao, một cái liên lạc như vậy. Nhưng mà sang Trung Hoa thì có một chút lúng cũng về vấn đề này. Ở bên Trung Hoa đó, nếu mà về nghĩa là bậc ứng cúng đó, thì Đức Phật là bậc ứng cúng. Nhưng mà nếu âm là A-la-hán đó, thì Phật giáo Trung Hoa có A-la-hán là vị Thinh Văn, là Tiểu Thừa, là cái vị thấp thỏi. Sang Trung Hoa chúng ta thấy các vị A-la-hán như là trong các cái La-hán đường hay trong Thập Bát La-hán, những tượng La-hán thì cái tính cách rất là khác với chư vị Bồ-Tát, tính cách khác đối với nhiều thứ. Nhưng mà thật sự phải nói rằng chúng tôi thì có rất nhiều lần đi sang Trung Hoa trước kia, Chúa trước kia, và chúng tôi cũng phải nói rằng cái quan niệm về La-hán và A-la-hán của Trung Quốc đó, nó tương đối khác với chữ A-la-hán của Phật giáo Đại thừa Việt Nam này. Có dịp thì chúng tôi sẽ nói thêm về điểm này. Nhưng mà ở đây ấy, thì hai cái chữ là ứng cúng và A-la-hán là cùng một gốc. Chữ A-la-hán là phiên âm chữ A-la-hán, và ứng cúng là dịch của A-la-hán, là cũng chữ A-la-hán. Nó cùng một chữ, đáng lẽ nó nên cùng một nghĩa,
Nhưng mà Phật giáo Việt Nam thì Phật giáo Trung Hoa lại lại hiểu khác đi. Là ngày xưa đó, chúng tôi nhớ rằng lúc chúng tôi đi học Vạn Hạnh có thỉnh tòa thường xuyên này, thì lúc chúng tôi thỉnh tòa thường xuyên đi học đó, thì chúng tôi có quen với vị thầy. Và bà vị thầy nói rằng Hòa thượng Minh Châu ngài là học giả nhưng mà ngài nhìn vẻ kỳ quá. Chúng tôi mới nghe chứ hỏi sao vậy, thì nói rằng dịch sao mà đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bậc A-la-hán chánh đẳng giác, Đức Thế Tôn mà gọi là A-la-hán kỳ, Phật là A-la-hán A-la-hán. Thì thật ra chúng tôi cười tôi không biết làm sao, tại vì bên Bắc Tông thì nói Phật riêng và Bồ Tát riêng, A-la-hán riêng, chứ sao đảnh lễ Đức Phật bậc A-la-hán, nhưng mà thật ra thì đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, và A-la-hán có nghĩa là bậc ứng cúng. Dạ chúng ta gì là đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác cũng được, hay đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác cũng được. Nam mô Tát Sát Phật Tu Arahantu Samma Sambuddhassa. Thưa quý vị, một điểm khác trong phần nên cẩn thận tại đây là chúng tôi xin nhắc lại là theo trong Thắng Pháp, điều này những vị học kinh tạng á, mà không học Thắng Pháp thường hiểu lầm là như là Đức Phật ngày thành đạo ở cội Bồ Đề trong một đêm thôi mà ngài chứng quả toàn giác, tức là ngài không đi qua giai đoạn là tu đầu hồn như đàm a na hàm, hay là có những vị còn nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp ngay ở tại chúng hội chứng quả a la hán. Nhưng mà kỳ thật thì ở trong Thắng Pháp dạy tất cả tất cả chư vị toàn giác, độc giác, tinh văn giác, tất cả chư vị thánh và đoạn trần phiền não chúng tôi là bậc ứng cúng A-la-hán thì đều đi qua những quả chứng là tu đầu hồn, tứ đà, mã đà, A-la-hán, nhưng mà rất nhanh. Như hồi nãy chúng tôi được siêu nhắc lại là một sát na thôi, chỉ một sát na thôi đã quá đủ, một sát na thôi phải nhanh gấp, mà do nhanh như vậy đó, do đó cho chúng ta cảm tưởng là các vị không trải qua những công đoạn đó như tâm thần pháp kia, các vị trải qua công đoạn đó. Về điểm này thì chứ đừng phải thưa rằng giống như chúng ta học sinh ngữ, có nhiều người học sinh ngữ rất là nhanh, vừa vào trường nghe nói một buổi là có thể phát âm được một số từ vựng, có thể nói được vài câu. Còn có nhiều người học rất là chậm, ban đầu phải học từng chữ, học cách ráp câu, rồi sau này mới dám mở miệng ra nói. Và cái chậm với nhanh đó nó tùy theo cái căn tính của mỗi người, thì sẽ cái khiếu năng khiếu mỗi người, chứ không nhất thiết là có khuôn mẫu giống nhau, là chúng ta phải rất là cẩn thận về điểm này. Và hôm nay chúng tôi cũng nhắc lại là trong những điều cần nhớ, chúng ta nhớ rằng tam đạo có bốn là tu đầu hoàng đạo, tứ đà hàm đạo, a na hàm đạo và a la hán đạo. Ở trong những từ vựng này, những thuật ngữ này, thì dù là chữ nghĩa, dù là phiên âm, dù là cách gọi ngắn gọn, điều quan trọng để nhớ phiên âm là tu đầu hoàng, dịch nghĩa là dự lưu hay nhập lưu, và nó ngắn gọn là sơ đạo. Rồi chúng ta nói tam đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo cũng tương tự như vậy. Do đó khi mình học và mình cố gắng mình nhớ, chúng ta nhớ. Khi mà chúng ta học về bốn đạo bốn quả thì chúng ta cần biết về 10 kiết sử. Thật ra thì 10 kiết sử này sẽ được chúng tôi nói lại ở trong phần tổng quả. Chúng tôi nói chi tiết thì hôm nay thì các tổng đạo, ví dụ như là vì sơ đạo là đoạn tận thân kiến huệ nghi lý cấm thủ, nhị đạo là giảm nhẹ giảm thiểu dục ái và sân, vì a na hàm là vì đoạn tận dục ái và sân, và vì tứ đạo là
đoạn tận năm thường phân kiến sự còn lại là sắc ái, vô sắc ái, mạng, phóng vật vô mình. Có một thứ mà chúng ta nên hiểu đó là cái vipassana và samatha hay chỉ và quán đó. Ở trong sự tu tập thì chúng ta hay có cái sự phân biệt như trong pháp hành đó. Ở trong thiền chỉ không nhất thiết có thiền quán, nhưng mà trong thiền quán chắc chắn là có thiền chỉ, và trong thiền quán luôn luôn có thiền chỉ. Samatha vipassana, và một vị đắc chứng thiền chỉ như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi vị tưởng, không nhất thiết là có tuệ quán, nhưng mà tất cả những vị thật sự tuệ quán đều có thiền chỉ, đều có định hết. Và một vị không có tu thiền mà đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì cũng có một cái tâm thái tương đương với sơ thiền. Dạ, về điều này chúng ta sẽ nói vào thâm quả, nhưng mà chúng ta nhớ như vậy. Do vậy, bốn thứ tâm đạo là Tu Đà Hoàn đạo, Tu Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo, A La Hán đạo. Cho năm thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, chúng ta có 20 tâm đạo. Đó là bài học ngày hôm nay của chúng ta về bốn thứ tâm đạo. Bây giờ thì xin được cung kính thượng tọa Từ Siêu, nếu thượng tọa còn nếu thượng tọa nghe được, kính xin thỉnh thượng tọa nói cho vài lời trước khi chúng ta đi vào phần thảo luận ngày hôm nay. Mà thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi là thượng tọa Từ Siêu có ở trước máy không? Thưa vị, có lẽ là thượng tọa Từ Siêu không có mặt ở trước máy, và hôm nay không biết kỳ gì mà chúng ta không thấy chư vị giảng sư vào trong room. Chúng tôi không biết quý vị thấy không, nhưng mà chúng tôi thấy hoàn toàn không có chư vị giảng sư vào trong room. Có lẽ là chúng tôi sẽ phải tiếp tục hết chương trình, chúng tôi sẽ trở lại hết chương trình, nhưng mà quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Sư Nguyên Thông mà còn biết được, xin hoan nghỉ nói cho vài lời ở trong lúc soạn một vài câu thôi. Xin thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông. Xin nhỏ tiếng chết. Alo, xin nhỏ tiếng. Tại vì sư phải nói. Alo, con xin có vài lời nói về giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để giảng giải cho chúng ta, để thấy rõ con đường chân lý mà đi theo. Và vì vậy, con đường chân lý mà đi theo thì chúng ta thể hiện qua thân khẩu ý của chúng ta. Cho nên Đức Phật đã giảng giải rằng khi mà chúng ta thể hiện chân lý qua thân khẩu ý của chúng ta, thì nhất thiết là những điều mà chúng ta nói, những điều mà chúng ta hành động, mà những điều mà chúng ta tư duy là phải từ cái căn vô tham, vô sân và vô si. Và vì vậy cho nên cái căn vô tham, vô sân và vô si, cho nên ta gọi là tam giải thoát môn, mà tham sân si là tam độc. Vì vậy cho nên chúng ta nếu mà muốn thể hiện được cái căn vô tham, vô sân, vô si trong khẩu hành, thân hành và ý hành của chúng ta, thì nhất thiết là chúng ta phải hành động hay là thực hành giáo pháp. Những pháp mà chúng ta nghe ở trong trên mạng, những pháp mà chúng ta nghe những cái băng giảng, hay là những pháp mà chúng ta đọc được kinh từ trong Tam Tạng Kinh Điển của Thế Tôn, thì những cái pháp đó được gọi là pháp học, không phải là pháp hành. Pháp hành thì chỉ có hai loại là samatha, là thiền định hay thiền chỉ, để đạt đến một cái định tâm mà tiếng Pali gọi là samadhi. Còn cái vipassana là cái pháp hành sa môn hạnh, tức là qua cái vipassana mà chúng ta có thể chứng đắc được sơ nhị
tam tứ quả do cái parami của chúng ta đã thu tập được trong những cái kiếp về trước. Và vì vậy cho nên kính thưa chư vị, khi mà chúng ta không, nếu mà chúng ta không có tu thiền thì coi như là chúng ta chỉ có biết những cái pháp học không, thì cái pháp học không thì để mà giảng nói, chứ sự thật ra chứng đạo quả, chứng những cái tầng sơ nhị tam tứ thiền hay là sơ nhị tam tứ quả thì nhất thiết là phải qua cái pháp hành thiền tuệ và thiền chỉ. Bởi vì Đức Phật đã rõ ràng là có một lần có một vị tỳ kheo già đến gặp hỏi Đức Phật: thưa Thế Tôn, trong giáo pháp của Thế Tôn có bao nhiêu pháp mà chúng con phải tu học? Thì Đức Phật có nói: có sư bá lại đã vào rồi sao? Ok. Dạ, kính thưa sư bá, nếu có sư bá ở đây thì con xin cung thỉnh sư bá cầm mai, vì lúc nãy sư phụ Nhất Đẳng không thấy sư bá. Con thỉnh mời sư bá cầm mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung thỉnh sư bá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Không biết. Là có ảnh mưa bão tốt, mất kết nối. Và chúng tôi trở vào không bao giờ được. Dạ. Bây giờ chắc có lẽ là Thượng Tọa Chánh Đẳng cũng đã soạn xong cái phần thảo luận. Dạ. Bây giờ nếu Thượng Tọa Giác Đẳng đã đưa câu thảo luận một, thì đây chúng tôi xin trực tiếp trả lời câu thảo luận một. Thượng Tọa Giác Đẳng khỏi phải cầm mic khi dẫn nhập nữa. Và trong thời gian này thì có soạn cho câu thảo luận hai. Dạ, xin cảm ơn quý sư đệ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Câu thảo luận một nêu ra là xin giải thích tại sao trong cùng một khoảnh khắc lại có thể chứng trí niết bàn, xóa tan thân thiết ngã chấp, nhận rõ chân tướng cái gì có sanh ắt bị hoại diệt. Ở đây thưa quý vị, chúng ta suy xét, chúng ta suy nghĩ thấy như vậy cũng phải, là bởi vì một sát na rất là ngắn ngủi. Bởi vì trong một tích tắc, mà đã hàng triệu triệu sát na tâm đã sanh khởi rồi. Thì vì một sát na tâm đạo thì làm sao nó làm được ba việc
chứng tri niết bàn, xóa tàn kiến chấp, nhận rõ chân tướng cái gì có sanh ác hoại diệt. Ở đây thưa quý vị, thật ra thì không cần phải có cái thời gian không cần phải nói đến cái bị sắc na tâm tâm đạo mà làm ba cái việc đó. Một khi đạt đến cái tâm như tâm đạo thì cái hiệu ứng xảy ra là như vậy, chứ không phải là chứng tri niết bàn là bằng cách là nhận biết rồi đoạn trừ ngã chấp rồi thấy được cái chân tướng vô thường khổ đau vô ngã đâu. Một sát na tâm đạo sanh khởi thì ngay sau đó thì tức khắc tâm sơ quả sanh khởi liền. Và khi mà đạo quả này xuất hiện đó, thì sau cái lộ trình đắc đạo quả đó thì được mô tả là một vị không còn cái sự ngã chấp, và gọi là pháp nhãn ly trần vô cấu sinh khởi. Vậy đó thấy biết rõ cái gì pháp nào có tính cách tập khởi thì pháp đó đều phải có tính hoại diệt. Thì ở cái giai đoạn tâm đạo nó chỉ có cái chức năng là đoạn tận phiền não, đoạn tận phiền não. Cũng giống như hệ ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó biến mất, chứ không phải dùng ánh sáng đó để quét bóng tối nó đi. Và hệ cái đó có mặt thì cái này nó biến mất. Hệ tâm đạo vừa có mặt ngay trong lúc đó, phiền não niết bàn, phiền não đoạn diệt, gọi là kilesa niết bàn. Nên mình gọi là chứng niết bàn. Mà vừa lúc tâm đạo sanh khởi thì
những gì còn phàm phu. Còn sự kiếp chấp đó đồng ý. Thánh đạo sanh khởi, cho nên mới gọi là khi mà sơ đạo sanh khởi. Còn về cái giai đoạn ở trong kinh mô tả chưa, bác sĩ Winner ở trong room không còn nghe được nữa. Nếu sư Winner nghe được, sư Winner hãy cầm mic lại. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Để chúng tôi thử xem coi cái laptop. Ồ. Không được luôn. Thì do vậy trả lời cái câu thảo luận số 1 là chúng tôi xin thưa rằng là chỉ có một cái chức năng duy nhất là cái tâm đạo hiện. Khi mà sanh khởi cái hiệu ứng của tâm đạo là làm cho một phiền não ở tuyệt trừ tận gốc. Còn về cái việc mà chứng niết bàn xóa tan thân kiến thì chúng ta biết cái này là cái hiệu ứng của trí tâm đạo khởi lên như vậy thôi, chứ không phải là chúng ta lúc đó, không phải sát na đó mà làm ba việc đâu. Cái sát na không có làm ba việc. Một sát na tâm là một đơn vị cực vi, cho nên ngay trong lúc đó thì không thể nào mà làm được cái ba việc đó. Ba việc đó là chúng ta nói đối với vị đó sau khi chứng được thánh đạo thánh quả mới là như vậy, vân vân. Bây giờ xin tỉnh tự giác đẳng trở lại. Sa thú kính trình sư tòa thầy sư. Mà sư tòa thầy sư có điều này mà có nhiều Phật tử cũng thắc mắc là tại sao mà chư vị A-la-hán có những vị mà
vừa chứng đắc thì đắc luôn cả bốn thánh quả, hay là tại chỗ ngồi nghe pháp xong chứng đắc bốn thánh quả, thậm chí có đủ lục thông hay là tam minh hay là trí tuệ phân tích nữa. Mà pháp pháp là nói rằng tất cả chư vị đều phải đi qua những cái trình tự sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Tại sao nếu đã đủ trình độ, đủ cái công thành quả mãn rồi, đủ điều kiện thì tại sao không chứng luôn tứ quả mà phải đi qua ba cung đoạn kia? Nghe cũng hơi lạ. Thí dụ như là đoạn thân kiến ngoài nghĩ cấm thủ, rồi giảm thiểu dục ái và sân, rồi đoạn đẳng dục ái và sân vân vân, thì xin thượng tọa khoan nghĩ trở lại giải rõ cái điểm này, kính thỉnh thượng tọa. Tình đồng của thầy nhỉ? Kính bạch tân thưa quý vị, quy luật là phải là như vậy. Cho dù một cái đoạn đường chúng ta chạy xe hay là chúng ta bay với cái tốc độ chậm hay là tốc độ nhanh thì cũng phải trải qua bao nhiêu km đó. Chứ không phải vì xe chạy nhanh cho nên cái số km của con đường đó nó ngắn lại được. Không phải là biến mất ở đây rồi hiện là kia, không cần phải đi trên cái con đường đó. Không phải như thế. Cái chuyện mà chúng ta nói rằng sơ đạo sơ quả, đoạn trừ thân kiến và nghi với cấm thủ đó, không có vị ấy không có ngồi đó mà đoạn tận, rồi phải chờ đến cái đạo quả khác rồi mới đoạn tận nữa. Mà ở đây khi sơ đạo sơ quả sanh khởi thì ba cái kiết sử này mất hiệu lực. Rồi nhị đạo nhị quả sanh khởi thì cái mãnh lực suy yếu, mãnh lực của dục ái và sân suy yếu. Khi tam đạo tam quả sinh khởi thì dục ái và sân tuyệt trừ. Không có ai đoạn trừ. Mà do hiệu ứng của thánh đạo thánh quả đó thôi. Còn nói về cái trường hợp có vị chứng đắc liền, có vị chứng đắc tu đà quần rồi để đó một thời gian rồi mới đắc tu đà hàm, rồi thời gian sau mới đắc anh hàm, thứ gì là bởi vì cái trình độ ba la mật của Hà Thanh Văn có thấp có cao. Hàng độc giác và toàn giác thì khi mà chứng ngộ là phải trải qua cái công đoạn như vậy.
nói là không đoạn, nhưng mà thật ra thì quý vị cứ tưởng tượng là một cái lộ trình đắc đạo, đắc sơ đạo. Cái lộ trình đó chỉ diễn ra có bảy sát na thôi. Khi vô chuẩn bị cận hành, tụng thứ chuyển cập đạo quả, có bảy sát na thôi. Thì hết bảy sát na đó, nó xen một vài cái tâm phao văn giác một kiếp, rồi đến cái lộ tâm đắc nhị đạo, rồi lộ tâm đắc tam đạo, rồi tâm đắc tứ đạo. Thì như vậy cho rằng là nó xen bốn sát na, bốn sát na còn kiếp gì nữa thì chỉ mới có 11, mà 11 mà nhân cho 4 thì thành 44 sát na tâm. Trong 44 sát na tâm mà so với hàng triệu triệu sát na tâm của một tích tắc thì chúng ta thấy nó nhanh biết chừng nào. Cho nên trong cái vấn đề đó chúng ta phải hiểu rằng là tùy theo cái vị hành giả có đủ duyên lành chín mùi, nhất là đối với cái vị đắc toàn giác và đắc độc giác thì vị đó không có dừng lại, không có chần chờ, không có bị gián đoạn. Nhưng ở đây đó, thì chúng tôi cũng xin thưa rằng là khi mà chúng ta bàn về vấn đề này, nói sơ qua như vậy thôi chứ không cần phải nói chi tiết cặn kẽ. Vì sao vậy? Là bởi vì nó không có tác dụng gì cho cái việc tu tập của chúng ta hay là cái nguyện vọng tu tập của chúng ta cả. Bởi vì chúng ta nghe như vậy, chúng ta biết như vậy, biết chỉ để mà biết thôi, chứ còn cái chuyện mà đắc đạo quả chậm hay nhanh, hay là tại sao có đủ duyên lành không có, từ phàm phu mà nhảy giọt qua chứng A-la-hán liền mà phải trải qua bốn đạo quả, thì trong trường hợp thì chỉ trình bày để trả lời cái câu hỏi thôi, chứ còn không có cần phải nói nhiều. Bởi cái vấn đề này Phật tử chúng ta cũng không có thể nhận ra được. Vì cái này nếu mà chúng ta có học A-tì-đàm, thắng pháp A-tì-đàm đó, thì chúng ta sẽ rõ, chúng ta sẽ rõ vấn đề đó. Xin thỉnh thường tôi giới đẳng trở lại. Sa thúc kính trường thượng tọa Tuệ Siêu. Mời thưa thượng tọa Tuệ Siêu và thưa quý Phật tử, mới đây có cái tin tức gây nhiều tranh luận, gây nhiều sự chú ý. Đó là có một vị hồng y của tòa thánh Vatican. Vị hồng y này là cái vị tổng trưởng một cái bộ gọi là bộ phong thánh, bộ phong thánh tức là một cái bộ để duyệt sách, duyệt xét và phong thánh. Và cái chữ phong thánh là chữ rất là phổ thông ở trong nhiều nhiều trường hợp. Ở Trung Hoa thì cái chữ phong thần rất là phổ thông, ở bên trời Tây là phong thánh. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì mặc dù Đức Phật là bậc đạo sư, là Đức Thế Tôn và Ngài là vị khai thị, nhưng mà các cái thánh quả, thánh đạo thì không có trường hợp là Đức Phật cái phong thánh. Thì tôi xin lỗi, tôi giải thích tại sao mà trong Phật giáo
là Đức Phật là bậc đạo sư, mà ngài là bậc Thế Tôn, mà ngài lại không có, ngài không có phong thánh, và đạo quả không phải là cái gì được ban phong bởi Đức Phật. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoa Kỳ trả lời. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái tư tưởng nó diễn ra đó là một cái sự thật. Có cái sự tu hành đúng đắn theo cái con đường, thì cái hệ quả nó phải là như vậy. Cho nên cái đồ thiệt á, cái đồ thiệt á thì nó tự nó là như vậy, cũng như các nhà khoa học. Hễ mà cái định lý cái này, cái hóa chất này nó gặp hóa chất kia thì nó cũng có sự phản ứng như vậy. Cái đó là cái sự thật, chứ không có cái sự định đặt. Còn cái gì giả thì cái đó do người ta định đặt. Hễ cái gì mà định đặt á, thì cái đó là đồ giả. Còn cái gì mà thiệt á, thì tự nó đã là như vậy. Cho nên đối với cái chuyện mà đắc đạo quả, cái chuyện mà tu hành để mà đạt đến cái trạng thái siêu việt của tâm, thì hãy hành đúng với chánh đạo, thì tự nhiên là nó đạt đến cái chỗ đó, đạt đến cái trình độ đó, đạt đến cái mức độ đó, khỏi cần phải ai phong. Đức Phật ngài phong, nếu mà Đức Phật ngài phong, ngài phong thánh cho ai đó, người này đắc tu đà quờ, người kia đắc tu đà hàm, người nọ là bậc a la hàm, người nọ là bậc a la hán, thì cái đó là cái giả. Còn đằng này Đức Phật là chỉ dạy cho cái phương pháp thôi, nếu muốn đắc đạo chứng quả, liễu tri niết bàn, đoạn trừ phiền não, thì các ngươi hãy thực hành như vậy, đi theo con đường này, luyện tập như vậy, thì họ xài đúng mà, thì khỏi. Đức Phật ngài thường thí dụ khi một người họ muốn lấy dầu mè, họ muốn lấy dầu để họ lấy cái hạt vừng, tức là hạt mè, họ lấy nhiều vậy họ đem phơi khô, họ bỏ trong khối, họ đập nát rồi họ ép, họ làm đúng cái phương pháp như vậy, thì nó dù muốn dù không nó cũng hãy đúng phương pháp thì nó phải phát sanh lên, thì nó sẽ có được dòng chảy ra. Cái sự thật đó là gì?
Còn khi mà một người làm sai nguyên tắc, họ lấy cái khối ra đập đập không như vậy làm sao mà có được, hoặc là họ dùng sỏi cát để họ ép, cố tình ép cho ra dầu, thì cái trường hợp không không thể có được. Nói tóm lại là vì con đường giải thoát chứng đạo đắc quả, đắc đạo chứng quả mà Đức Phật này tìm thấy, ngài tự ngài giác ngộ rồi ngài tuyên thuyết, ai thực hành đúng theo cái phương pháp đó thì tự người đó có cho tăng quê đi tất cô quy nhu hí. Giáo pháp này cần phải được người trí tự thân chứng nghiệm, chứ không cần ai phong tặng hết, không cần ai phong tặng cái địa vị hay là phong thánh cho cái bậc cấp giải thoát, không cần. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của đời Đảng Quỳnh Liên Nam Mô A Di Đà nha. Sa thú kính trình Thượng tọa Thừa Sư. Bạch Thượng tọa Thừa Sư, chúng ta thấy rằng trong sự tu tập và chứng đắc, ngay cả khi nói bốn đạo bốn quả đó, thì có nhanh có chậm, có cao có thấp. Nhưng mà trong kinh điển Pali thì nói rằng tất cả chư vị giải thoát, dù là toàn giác, độc giác, thinh văn giác, đều chứng đắc niết bàn giống nhau. Yeah. Giải thoát tối hậu không có sai khác. Thì có mình hỏi, mình đặt câu hỏi nghe nó hơi buồn cười, nhưng mà thật ra thì nó cũng mấy người bình thường cũng sẽ đặt câu hỏi rằng nếu mà mình tu cho nhiều thế ông đi được cuối cùng giống nhau như vậy, mình tu nhiều chi cho mệt vậy, là cuối cùng giống nhau thôi. Thì sư đâu có nghĩ trong lời giải về điểm này kính thưa thưa. Bạch Thượng tọa Thừa Sư, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Thừa Sư nghe được, xin thỉnh Thượng tọa không biết. Ở đây kính thưa quý vị, mới nghe qua đó, thì nghe cái vấn đề nó có lý, nhưng mà thật sự ra thì ở đây thưa quý vị, đạo quả có cao có thấp, nhanh chậm như niết bàn không khác biệt.
Nếu sự giải thoát tối hậu giống nhau thì tại sao phải tu nhiều chi cho mệt? Ở đây chúng tôi đưa cái thí dụ này nè. Nghe nói ở tại nơi đó có một cảnh rừng núi, có cảnh rừng núi hay có cái ngọn thác tuôn chảy rất là đẹp, cảnh quan rất là đẹp. Mọi người ở khắp nơi họ đổ dồn về đó để họ ngắm cảnh, họ đi phương tiện khác nhau, đi mau đi chậm khác nhau, nhưng mà khi đến đó rồi thì khi họ ngắm cảnh cái thác nước, cái vẻ đẹp thiên nhiên thì giống nhau, thì làm sao mà có thể phân biệt được? Không lẽ anh chàng kia nói là tôi đi đến đây bằng cái phương tiện hiện đại, đi máy bay nhanh, còn anh thì anh đi xe bus, anh chạy nhiều ngày mới đi đến đây. Mà bây giờ đến đây rồi thấy cái thác nước thì anh cũng thấy giống như tôi, tôi cũng ngắm cảnh giống như anh. Như vậy thì tôi nghĩ tiếc quá, nghĩa là không công bằng, không công bằng. Có thể nói vậy được không? Không thể. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu, cái sự giải thoát hay đắc chứng niết bàn nó không phải là một cái gì đó mà do Đức Phật là ban bố. Mà hễ khi một người tu hành đạt đến một cái mức độ đó, đoạn trừ tất cả các phiền não lậu hoặc, thì người đó chứng tri niết bàn. Nên khỏi cần nói cái vấn đề là chậm hay mau, mà cuối cùng giống nhau vậy là mau chi. Bởi vì cái trường hợp này đó, nó không giống với cái trường hợp ví dụ như một người làm việc nhanh nhẹn, siêng năng, làm được nhiều công việc và làm nhanh chóng hoàn thành. Rồi ông chủ ông cũng phát lương chừng đó. Người kia làm chậm chạp cả ngày như vậy mà phát cỏ chỉ có một nửa công đất thôi, trong khi anh chàng kia anh ta nhanh nhẹn, một ngày anh ta phạt hai công đức. Nhưng mà ông chủ cứ cho tiền lương bằng nhau, thì lúc đó cái anh chàng làm siêng làm nhiều đó, anh ta mới suy nghĩ dù ta siêng như thế nào nữa thì đến đó có tiền
tiền lương cũng bằng ông này. Như vậy thì có cần phải làm xiên chi? Thì cái trường hợp đó là chúng ta mới nói được. Còn cái trường hợp mà một người đạt đến giải thoát thì cái trường hợp không thể nói. Từ nhà đi đến chợ để đi vào siêu thị mua sắm đồ, một cái đoạn đường ví dụ như 100 km, thì một người chạy xe hơi họ đi nhanh, họ đi qua khỏi 100 km để đi vào trong thành phố lớn và đi đến cái siêu thị. Còn người họ đi xe nhỏ hoặc là xe đạp, họ đi chậm như vậy, đi mất thời gian cả ngày hoặc 2 ngày 3 ngày họ mới tới. Nhưng mà khi tới rồi thì cả hai người bước vào cái siêu thị mà mua sắm, thì hàng hóa trong đó và cảnh quan trong đó thì cũng cả hai anh chàng này bước vào cũng thấy giống nhau vậy. Nó khác nhau ở chỗ là cái phương tiện đi lại của người này đi đến đây bằng những thứ xe gì, người này đi nhanh, người kia đi chậm, khác nhau chỗ đó thôi. Đạo quả Niết Bàn cũng vậy. Đạo quả Niết Bàn đâu phải là tiền lương. Và đạo quả Niết Bàn tức là cái cứu cánh của một cái đời sống phần hạnh tu tập. Một người tu tập yếu hơn nữa thì họ phải chứng đạo quả từ từ. Bữa nay đạo quả này rồi mai mốt đạo quả khác. Còn một người có duyên lành thì họ chỉ chứng đạo quả liên tục 4 bậc trong một chớp mắt. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái trạng thái Niết Bàn và cái việc mà tu chứng đó, hễ đạo quả xuất hiện thì vì đó liễu tri Niết Bàn. Cho nên một người tu chậm hay là tu dễ dãi bẩn đãi thì đạo quả đến chậm chút, chỉ có vậy thôi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận 1, câu thảo luận 4, Nam Mô Bổn Thầy nha. Sa thú, kính trình Thượng Tọa Tuệ Siêu, thú vị nhân Thượng Tọa Tuệ Siêu trả lời những câu thảo luận vừa rồi. Chúng tôi muốn nói thêm một điều là hồi còn nhỏ đó, chúng tôi có nghe một câu chuyện về sự đến công quả. Mà thật ra lúc đó chúng tôi còn nhỏ, nhưng trong lòng chúng tôi cũng hơi có chút bất mãn. Nhưng mà không dám nói tại mình nhỏ mà. Cô chịu kể rằng là có một vị tăng rất là dũng mãnh ở trong cái tông nguyện giải thoát, nên làm một hành trình về Tây Phương để gặp Phật và cầu đạo giải thoát. Thì trên đường đi thì vị tăng này lại gặp phải một người nông dân. Người nông dân hỏi vị tăng này đi đâu, thì vị nông dân này nói rằng đang đi về hướng Tây Phương để gặp Phật cầu giải thoát. Thì người nông dân này rất là nghèo,
Và vị này nói với nhà sư đó rằng, thật ra thì con cũng muốn như ngài, nhưng mà vì có vợ con không đi được, không biết làm gì thì thôi. Bây giờ ngài giúp dùm con điều này là con sẽ tự mổ bụng ra, lấy bộ lòng của mình và thầy mang cái đó về Tây Phương để trình lên Đức Phật về lòng thành của một người. Thì sau đó vị nông dân mổ bụng ra và bộ đội lấy bộ lòng trao cho vị sư. Vị sư mang đi đường mới có một ngày thì trời nắng, nó bộ lòng nó hôi thối quá, chịu không nổi, vào cuối cùng vị này không còn kiên nhẫn nữa nên đã quăng bỏ cái bộ lòng đó. Thì về Tây Phương á, rồi đã lễ Đức Phật, thì Đức Phật ngài không hỏi về cái công phu tu tập, không hỏi về cái gì, mà vị này chỉ hỏi một điều là cái bộ đồ lòng của người nông dân mà đã bảo người đem về gặp ta thì ở đâu rồi. Thì vị tăng nhân mới nói rằng dạ, tại vì nó hôi thối quá con đồ ăn bỏ rồi. Thì Đức Phật quở, và sau đó ngài cho cái vị người nông dân đó trở thành một vị thánh ngồi Liên Hoa Tòa, còn cái vị tăng thì bị Phật phạt cầm con quạ, đi tìm xác chết để tìm được bộ đồ lòng, đã quăng bỏ. Thì đứa hồi chúng tôi nhỏ, chúng tôi nghe chuyện chúng tôi rất là bất mãn. Chúng tôi bất mãn nhiều việc là thí dụ ông nông dân tại sao có thể mổ bụng đưa cho vị thầy đó bộ đồ lòng, tại sao không đi theo luôn, hay là đưa bộ đồ lòng cũng tại sao không có thể hiện cách khác mà phải bộ đồ lòng, chứng tỏ được tâm thành, hay hoặc giả nhà sư này phải mang bộ đồ lòng đi dài như vậy mà không được bởi vì Phật còn có quả, thì nghe bất bất công. Thì thấy ra hồi nhỏ chúng tôi nghe sự tích câu quả như vậy tôi rất là bất mãn chứ. Nhưng mà lớn lên thì nói rằng cổ tích chỉ là cổ tích và người ta muốn biết sao cũng được. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta nhớ rằng đạo quả hay là các quả thánh, các thánh quả ở trong Phật pháp không phải là sự bằng phục. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Gautama, kính trình sự thật tuyệt siêu đã dành thời giờ để chia sẻ với đại chúng những ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con xin phép được đem khuyết cái lăng vọng nguyệt. Sa thú lần hai, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính mời Lăng Dầu Nguyệt ạ. À.